Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hiện bây giờ đó là ngày Chủ nhật tại Hoa Kỳ, ngày cuối cùng của tháng 6 Ở Việt Nam các bạn đã bước qua đầu tuần, ngày đầu tiên của tháng 7 rồi, ngày thứ hai. Và trong video ngày hôm nay chúng ta có rất nhiều thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn Tôi nghĩ là cái thông tin lớn nhất mà nhiều người đang chờ đợi đó Đó chính là thông tin liên quan tới là liệu Tổng thống Biden có tiếp tục đứng ra để mà tranh cử Tổng thống năm nay hay là không Chúng ta cũng đã thấy rất nhiều thông tin cũng như là cái video thường chia sẻ cách đây hai ngày về cái buổi tranh luận đầu tiên các bạn và sau buổi tranh luận đó nó rất là nhiều đài truyền hình rất là nhiều những cái quan chức của đảng của Biden thì cũng đã kêu gọi ông hãy rút lui. Thì chúng ta hãy xem coi là tuần này đã tình hình ra sao. Tại vì các bạn nên hiểu thị trường tài chính nói chung nó không có thích cái sự không rõ ràng và sự kiện này sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều thị trường. Các bạn tôi nghĩ nó cũng sẽ ảnh hưởng đến thị trường crypto. Tuy theo là trong tuần này đó chúng ta có thông tin gì? Có thể nghĩ như thế này các bạn, thị trường tài chính nói chung và ngay cả crypto đó, thì chúng ta cũng đã có một cái dự tính là nó sẽ như thế nào khi mà chúng ta chứng kiến là Trump và Biden là tiếp tục tranh đấu một lần nữa và nếu như mà Trump thắng thì sao ba thắng thì như thế nào các bạn và thị trường tài chính cũng như vậy mọi người đang cố gắng tính toán những khả năng đó vào trong giá của cổ phiếu vào trong giá của crypto các bạn nhưng mà ngược lại bây giờ nếu chúng ta không có rõ là có phải là Tổng thống Biden sẽ là người đứng ra để mà đại diện cho đảng của ông để mà đối đầu với lại Donald Trump hay không đó thì mọi thứ lại một lần nữa không rõ ràng cho nên chúng ta sẽ chờ đợi thông tin đó trong tuần này và còn nhiều những thông tin lớn khác nữa các bạn cũng giống như có một cái tin tức mà nhiều bạn đã hỏi thuận cuối tuần này đó là liên quan đến Tether USDT có phải là Tether bị delist ở châu Âu hay là không tôi chia sẻ với các bạn tại vì Câu trả lời là tùy theo sàn nào và mọi thứ nó rất là phức tạp các bạn. Thường sẽ chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn. Cũng như là những cái tin tức gì trong tuần này, những sự kiện gì chúng ta cần phải quan tâm đến. Và nhiều những thông tin ở bậc khác và cũng như là mọi Chủ nhật ở Hoa Kỳ. Chúng ta cũng sẽ cùng nhau chung bình giá Caldamo các bạn. Xem coi là cái Caldamo thôi như các bạn cùng nhau tạo cái tên hơn 2 năm đó, bây giờ ra sao rồi nhưng mà về mặt giá cả đó thì chúng ta thì cuối tuần này cũng rất là tốt giá cả cũng tăng lên từ từ các bạn và hiện bây giờ chúng ta thấy được là giá mức là 62.800 đô trong khi mà cái t vài phút đó các bạn thấy giá đã lên tới mức là hơn 63.000 đô rồi Hiện bây giờ chúng ta cũng không có tin tức gì lớn đâu Nhưng mà chúng ta cũng thấy được là giá cũng đã có một cái sự hồi phục cuối tuần này Và chúng ta nhìn chung đó thì vốn hóa tăng 2.8% Trong khi chúng ta nhìn thấy được là Bitcoin đã tăng 3.1% Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta thấy là trong vòng 24 giờ qua phần lớn của sự tăng trưởng là đến từ Bitcoin các bạn. Chúng ta cũng có thể nhìn thấy được là nếu như tính đồng đô la đó thì hầu hết tất cả đều là màu xanh ngày hôm nay. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái O Coin các bạn, nhưng mà khi chúng ta chuyển qua tính theo BTC đó thì năm mươi năm khoảng chừng 50% của những cái altcoin tăng trưởng nhiều hơn là Bitcoin Nhưng mà phần còn lại đó thì là màu đỏ các bạn Nói chung đó thì sự tăng trưởng ngày hôm nay chủ yếu là đến từ Bitcoin Và chúng ta cũng thấy được hôm nay là cái ngày cuối cùng của tháng này rồi Dựa theo uh, trading view đó thì chúng ta nhìn thấy được là chỉ còn khoảng chừng 30 phút nữa là sẽ kết thúc cây ngọn đến tháng khi mà Thuận đăng video này đã, đã kết thúc rồi các bạn hiện bây giờ đó thì tháng 6 này ra sao thì chúng ta cũng đã nhìn thấy được là sau khi mà chúng ta có 7 tháng liên tục là màu xanh các bạn từ tháng 9 năm ngoái cho đến là tháng 3 năm nay thì chúng ta cuối cùng đã có một tháng có màu đỏ là tháng 4 xuống khoảng chừng là 14.76%. Sau đó tháng 5 đó thì tăng ngược trở lại 11.07% các bạn. Tháng 6 hiện bây giờ đó thì ngay cái mức này Chúng ta nhìn thấy được là giá đang giảm là 6.72%. Cho dù là chúng ta thấy là trong tháng này đó có vô số những cái thông tin đáng lo lắng giống như chúng ta cũng đã thấy là có nhiều tin tức liên quan tới những cái công ty đào họ bán Bitcoin tại vì họ không chủ được các bạn sau khi có Bitcoin halving, Chúng ta cũng nghe những thông tin liên quan đến là chính phủ Đức bán, chính phủ Hoa Kỳ bán. Chúng ta có tin tức liên quan tới sàn Gox chuẩn bị trả tiền cho những nạn nhân tất cả những cái thông tin đó các bạn nhìn thấy được là khiến cho nhiều người rất lo lắng nhưng mà khi các bạn zoom ra ra các bạn mới thấy được là ờ uh, thì ra Cả tháng này chúng ta chỉ xuống có 6.72% mà thôi Xuống còn ít hơn hồi tháng 4 nữa các bạn Nói chung nên là chúng ta đã có 4 tháng sang kẻ Tháng 3 là xanh, tháng 4 là đỏ Tháng 5 là xanh, tháng 6 là đỏ các bạn Nhưng mà chúng ta nhìn vào tháng 7 đi Thì khả năng tháng 7 như thế nào? Các bạn nhìn thấy được là trong lịch sử đó Chúng ta tính từ năm 2013 cho đến thời điểm hiện tại Có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là trong vòng khoảng chừng 11 năm qua thì chúng ta có thể thấy được là tháng 7 đây là một tháng mà chủ yếu là bolus các bạn là một màu xanh. Chúng ta chỉ có tổng cộng đó trong 11 năm qua chỉ có 4 lần là có màu đỏ mà thôi chúng ta có năm 2023 năm ngoái. Tháng 7 đã xuống 4%. Năm 2019 tháng 7 là xuống khoảng chừng là 6.5%, năm 2016 tháng 7 xuống là khoảng 7.6% và năm 2014 tháng 7 là xuống 9.6%. Nhưng mà ngược lại ra những tháng xanh thì phần trăm nó lại cao hơn rất là nhiều các bạn. Năm 2022 tăng 16%, 2021 tăng 18%. Nói chung đó thì chúng ta tính trung bình, tháng 7 là một tháng mà chúng ta có thể có cái sự trung bình tăng trưởng là gần 8% các bạn. Đương nhiên cái này là mức trung bình mà thôi, nhưng mà cái thùng nói đây đó là dựa trên lịch sử. Tháng 7 là một tháng mà chúng ta có nhiều màu xanh hơn là màu đỏ và chúng ta đã chuẩn bị bước sang tháng 7 rồi các bạn. Mới đây thôi chúng ta cũng đã qua khỏi nửa năm rồi, thật là lẻ luôn các bạn. Chúng ta bây giờ lại chuẩn bị một lần nữa nói tới September rồi chúng ta nói tới October, rồi November, một lần nữa chúng ta nói tới September các bạn, rất là lẻ luôn. Thôi còn nhớ chúng ta nói tới October giống như là chỉ ngày hôm qua. Nhưng mà chúng ta một lần nữa lại đang tiến gần tới October các bạn Nhưng mà trước hết thì chúng ta muốn biết là tháng 9 thì người nào các bạn Tháng 9 có phải là September hay là không <laughs> Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu nói tới một số những thông tin đi Thì các bạn thấy được là cho dù có nhiều bạn lo lắng Nhưng mà trong những cái lúc mà giá cả không được tốt Thị trường nó có nhiều cái sự lo âu Thì các bạn vẫn thấy là có những cái động thái Tích lũy đến những cái ví lớn các bạn Giống như chúng ta cũng đã nói tới là có một ai đó đã mua Rồi tích lũy là rất nhiều các bạn Thường nhớ là gần 1 tỷ đô la cách đây không có lâu từ sàn Coinbase chúng ta hôm nay đã thấy được là có một ai đó đã mua Không biết họ mua khi nào các bạn Nhưng mà họ vừa rút 475 triệu USD, Bitcoin ra khỏi sàn Binance các bạn và nó đã xảy ra vào ngày hôm nay. Các bạn nhìn thấy được là 475.524 đô la à, tổng cộng là hơn 7.700 BTC. Tôi biết là chúng ta không biết được thu mua khi nào nhưng mà đã được rút ra khỏi sàn Binance ngày hôm nay thì đây cũng là dấu hiệu của tích lũy các bạn và chúng ta cũng thấy có nhiều người đang nói là có khả năng đây chính là Michael Dell các bạn tại vì ngày hôm qua chúng ta nghe thông tin là tỷ phú Michael Dell chủ tịch tập đoàn Dell đã để đơn để bán 10 triệu cổ phần của tập đoàn của ông đáng giá là khoảng 1 tỷ ba các bạn. Và các bạn thấy là Michael Dell gần đây đã đã nói nhiều về bịch khôi Chúng ta cũng đã thấy cái sự trò chuyện giữa Michael Dell và Michael Saylor ở trên X. Chúng ta cũng đã thấy là cuối tuần qua đó thì Michael Dell đã có một cái buổi bỏ phiếu các bạn. Buổi bỏ phiếu này ra thì nói là cái gì là quan trọng nhất. Trong đó đó những sự lựa chọn chúng ta có trí tuệ nhân tạo AI cái đó là Bitcoin, cái đó nữa đó là tình yêu và những mối quan hệ Và lựa chọn cuối cùng là không có một cái sự lựa chọn nào bên trên là đúng hết Thì các bạn đã thấy được là phần lớn ngay cả Thuận cũng đã bỏ phiếu là Bitcoin này các bạn Đương nhiên là chúng ta nghiêng về Bitcoin à, Và các bạn thấy được là bên dưới này đang ngay cả Elon Musk cũng là bỏ phiếu Nhưng mà đáng tiếc Elon Musk bỏ phiếu cho tình yêu và những mối quan hệ <laughs> Nhưng mà các bạn thấy được là phần lớn 43.1% là bỏ phiếu nghiêng về Bitcoin. Tổng cộng đã có 64.035 người bỏ phiếu các bạn con số không hề nhỏ. Thì nhiều người nói là có phải đây là những cái dấu hiệu cho thấy là Michael Dell chuẩn bị thu Bitcoin không? Không biết là cho bản thân của ông hay là cho tập đoàn Dell chúng ta không có rõ. Và các bạn thấy được là nhiều người nói đó là tập đoàn Dell gần đây đó làm ăn cũng không có được tốt lắm. thôi này cũng không có theo dõi tập đoàn Dell đâu các bạn. Nhưng mà nếu là như vậy đó thì một trong những cách mà có thể khiến cho cổ phần đáng giá hơn đó chính là Michael Dell thông báo là tập đoàn Dell sẽ thu mua Bitcoin các bạn. <laughs> Chỉ cần như đó thôi thì đã khiến cho nhiều người quan tâm đến tập đoàn Dell nhiều hơn rồi. Và đương nhiên tập đoàn Dell là tập đoàn công nghệ mà họ làm những cái server, những cái máy vi tính cũng như là họ là chủ sở hữu của cái công ty máy vi tính chơi game nổi tiếng là Alienware đó các bạn. Nhưng mà chúng ta bây giờ hãy trở lại với cái thông tin liên quan đến uh, Biden thì các bạn, tổng thống Biden như thế nào? Thì chúng ta tiếp tục thấy cuối tuần này đã rất là nhiều những cái đại truyền hình, những cái bài báo đứng lên để mà kêu gọi tổng thống biden lùi bước và cũng trích dẫn rất là nhiều những cái cuộc phỏng vấn với những người mà trong đảng của ông kêu ông là nên lùi bước đi để nhường chỗ cho một người khác tại vì các bạn đã thấy được là cái cuộc tranh luận đã xảy ra tuần vừa rồi đó đã khiến cho nhiều người cảm thấy là rất rõ ràng là tổng thống biden đã hoàn toàn không có được ổn về cái mặt sức khỏe các bạn và chúng ta cũng nên hiểu là những đài truyền hình này như trên màn hình các bạn thấy được đây là đài truyền hình nbc và chúng ta cũng có CNN rất nhiều những đài truyền hình mà ủng hộ đảng của ông nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là trong vòng chỉ có vài ngày thôi đó mọi thứ đã chuyển 180 độ. Bây giờ đó thì họ lại không có ủng hộ ông nữa mà kêu ông là nên rút lui các bạn. Có thể nói là đã có một cái lệnh nào đó đến từ một ai đó. Chứ không đó thì những cái đài truyền hình này, những bài báo họ cũng không có thay đổi cái ý kiến nhanh như vậy đâu các bạn nhưng mà các bạn cũng thấy được là cái tờ báo New York Post thì họ cũng đã có một cái bài viết ở trên trang chính các bạn vào cuối tuần này nhưng mà bài viết này đây thì nói là Biden cam kết tiếp tục tranh cử tổng thống và sẽ không rút lui và Biden nói với các đảng viên đại dân chủ là chỉ có qua sát tôi các bạn thấy là cái tựa đề rất là nhạy cảm của New York Post và chúng ta cũng đã biết là có một cái cuộc họp mặt ngày hôm nay thì dựa theo thông tin tổng thống joe biden sẽ gặp các thành viên trong gia đình của ông tại camp david vào ngày hôm nay để mà thảo luận về tương lai của chiến dịch bầu cử và liệu ông có rút lui hay là không thì nó đã xảy ra ngày hôm nay rồi các bạn chúng ta vẫn chưa có biết thêm tin tức nhưng mà các bạn thấy được là những cái thông tin rò rỉ ra đó thì chúng ta thấy là gia đình của tổng thống joe biden thì nói là ông nên tiếp tục để mà chiến đấu cho cái chức vụ tổng thống đó là những gì chúng ta biết cho đến ngày hôm nay và các bạn thấy được là cái nhóm vận động của tổng thống Joe Biden thì họ cũng đã đưa ra một cái giống như là cẩm nang các bạn đưa cho những người mà làm việc trong cái nhóm vận động đó giống như các bạn đã thấy được là sao những việc xảy ra tuần vừa rồi đó, cái cuộc tranh luận đó thì cũng đã có rất là nhiều người à, các bạn thấy là có thể ủng hộ Biden nhưng mà bây giờ họ lại đặt ra rất nhiều câu hỏi các bạn và đương nhiên bên ủng hộ Donald Trump đó, thì bây giờ đang chọc quê bên ủng hộ Biden các bạn thì cái cảm năng này đó nói là đây là bảy điều mà có thể chia sẻ với bạn bè người thân nếu như mà họ hỏi tại sao mà vẫn ủng hộ Biden thì các bạn thấy được là có bảy điều trong đây nhưng mà chủ yếu đó thì thế này chủ yếu họ nói là Tổng thống Biden đã không có làm hài lòng rất nhiều người trong cuộc tranh luận mới đây. À, nhưng mà hãy nghĩ là chính quyền Biden sẽ là một chính quyền tốt hơn là chính quyền của Donald Trump tại vì đó, Donald Trump là một cái mối nguy hiểm nhiều hơn đối với Hoa Kỳ thì đây là đại khái <laughs> các bạn thấy được là họ còn phải đưa ra một cảm năng để cho những người làm việc cho họ có thể giải thích với gia đình tại sao mà vẫn nên ủng hộ Biden thì chúng ta phải chờ đợi tôi nghĩ là trong vòng vài ngày tới đó thì mọi thứ sẽ rõ ràng tại vì các bạn thấy được là mỗi một giờ mỗi 2 giờ lại có tin tức tin tức này nói là Tổng thống Biden chuẩn bị rút lui, tin tức kia thì nói là tổng thống Biden nói là sẽ ở lại chiến đấu tới phút cuối cùng các bạn. Chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thông báo chính thức mà thôi. Và như đã thường chia sẻ ở đầu video đó chúng ta rất quan tâm đến cái thông tin này tại vì nó ảnh hưởng đến uh, tất cả thị trường tài chính luôn các bạn. Các bạn có thể nghĩ như thế này, thị trường tài chính không có thích những cái gì mà nó chưa có rõ ràng các bạn, cho dù là kết quả ra sao đó thì có thể là không nắm chắc được, nhưng mà cái sự không rõ ràng là bây giờ có phải tới cuối cùng là Biden với Trump hay là không thì ngay cả nhiêu đó thì cho này chính vẫn chưa rõ ràng thì sẽ có nhiều cái sự dao động đó các bạn tại vì chỉ khi nào mà họ biết là ok đã chắc chắn là Biden và Trump cho tháng 11 này thì họ mới có thể tính toán được là khả năng hai bên là bao nhiêu và những nhà đầu tư họ mới có thể là tính toán cái phần đó vào giá cả của những tài sản các bạn lỡ như mà Biden thắng thì như thế nào lỡ như mà Trump thắng thì ra sao các bạn cho nên chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi và đương nhiên chúng ta cũng đã thấy được là có một cái sự khác biệt rất rõ ràng giữa một bên ủng um hộ crypto và một bên bây giờ đã chưa rõ là có thật sự một um hộ crypto hay là không Ít ra, ra thì trong 4 năm qua đã cho thấy là không ủng hộ các bạn còn đang áp thị trường này nữa đó chính là ở bên chính quyền Biden. Nhưng mà gần đây lại có một số động thái cho thấy là có thể là họ đã suy nghĩ lại và có thể là sao ủng hộ. Chúng ta chưa có rõ các bạn. Cho nên ngay cả trong thị trường crypto này chúng ta cũng cần phải quan tâm đến là tới cuối cùng ai sẽ là người đứng ra để mà ứng cử tổng thống năm nay các bạn chúng ta sẽ tiếp tục nói về đề tài này khi mà chúng ta có thêm thông tin nhưng mà các bạn thấy được là dù sao đi nữa đó cho dù là hai bên những bài báo nói như thế nào thì chúng ta cũng đã thấy là ở trên những cái trang web mà cho các bạn cá cược đó thì chúng ta nhìn thấy là khả năng tổng thống biden rút lui ngày càng cao hơn các bạn và cho dù là ông có lại đó khả năng thắng nó ngày càng thấp hơn nhưng mà ngược lại chúng ta lại thấy được là có một cái Phần trăm bên dưới này đó chính là màu xanh dương các bạn. Màu xanh dương nhạt này đó là đại diện cho Tổng thống Joe Biden đang giảm xuống khả năng thắng cử giảm xuống. Nhưng mà đối với đảng của ông đó thì lại có một cái đường màu xanh dương tăng lên và đã đại diện cho Kamala Harris các bạn đó chính là phó tổng thống hiện bây giờ thì chúng ta thấy được là thị trường bây giờ đó đang nghĩ là lỡ như mà Biden rút lui đó thì ai sẽ thay thế ông và chúng ta bây giờ chỉ nghe nói tới ba ứng cử viên thôi các bạn thứ nhất đó là phó tổng thống Kamala Harris thứ hai đó chính là Gavin Newsom các bạn thống đốc của Cali và thứ ba đó chính là Michelle Obama và thậm chí đó tôi không biết là người này sống ở đâu các bạn tại vì họ không có để cái địa chỉ đây nhưng mà các bạn thấy được đây là cái đơn để mà đăng ký bầu cử thì không biết tại sao mà ở nơi này họ ở đó cái đơn đăng ký bầu cử thì cái bìa thư lại có hình của Michelle Obama và đương nhiên Michelle Obama là vợ của Obama các bạn thì đây là những gì chúng ta biết cho đến bây giờ như là thường nói đó khi nào mà có thêm tin tức tôi sẽ chia sẻ với các bạn còn về những sự kiện lớn khác trong tuần này thì ra sao các bạn? Thì chúng ta còn một sự kiện nữa. Thật ra đã bắt đầu ngày hôm nay rồi. Đó chính là quy định MICA về stablecoin các bạn đồng ổn định ở châu Âu. Và nó rất là phức tạp. tôi sẽ chia sẻ chi tiết với các bạn một lát nữa. Nhưng mà về những cái sự kiện kinh tế lớn ở Hoa Kỳ đó thì các bạn thấy là trong tuần này chúng ta có một ngày lễ. Đó chính là ngày thứ năm ngày 4 tháng 7 ở Hoa Kỳ các bạn. Ngày lễ độc lập July 4 thì sẽ không có Thông tin nhiều đâu các bạn và thị trường sẽ đóng cửa ngày hôm đó. Nhưng mà ngày thứ ba của tuần này đây chúng ta có bài phát biểu của Chủ tịch Fed, John Powell tại Bồ Nào Nha. Gần đây hình như là những quan chức của Fed đang đi dự hội nghị ở châu Âu hay là châu Á gì đó các bạn. Tại vì các bạn đã nhớ tuần vừa rồi đó cũng có nhiều những quan chức Fed phát biểu ở châu Âu. Và các bạn đã thấy được là ngày thứ tư ở Hoa Kỳ đây thì có bài phát biểu của Chủ tịch Fed ở địa phương New York, John Williams tại Bộ Đào Nha và chúng ta cũng có thông tin báo cáo việc làm của ADP và đây là công ty tư nhân các bạn Họ là công ty biên chế họ giúp đỡ những cái công ty tư nhân à, có những cái dịch vụ như là trả lương nhân viên vân vân thì các bạn cũng đã biết là họ nắm bắt được một số những cái thông tin liên quan đến việc làm thì à, các bạn thấy là họ dự kiến đó trong tháng này sẽ có thêm 170.000 việc làm trong tháng trước là 152.000 việc làm và ngày thứ tư chúng ta cũng có biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed sẽ được công bố các bạn thì chúng ta cũng đã biết là sau khi mà Fed họp đó thì 3 tuần sau đó sẽ có cái biên bản cuộc họp chính thức được công bố và chúng ta chủ yếu muốn xem coi là những gì được chia sẻ bởi Chủ tịch John Powell trong cái cuộc họp báo sau khi mà họp cái đây 3 tuần đó thì có phù hợp với những gì mà biên bản ghi lại hay là không chúng ta sẽ chờ đợi thông tin đó và ngày thứ sáu cuối tuần này đó thì chúng ta có bài phát biểu của chủ tịch fed địa phương john williams tại ấn độ các bạn và cái mà thùng cảm thấy là quan trọng nhất trong tuần này chính là tỷ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ. Đúng là báo cáo việc làm của ADP đó thì cũng rất là đáng quan tâm các bạn. Nhưng mà quan trọng hơn đó là chúng ta muốn xem coi tỷ lệ thất nghiệp chính thức của Hoa Kỳ là bao nhiêu. Và dự kiến đó là 4.0 các bạn. Tháng trước cũng là 4.0. Chúng ta cũng đã thấy được là cái phần trăm này nó nâng lên từ từ. Các bạn đã nhớ là 3.6, rồi 3.7, rồi 3.6, rồi 3.7, rồi 3.8. Nó lên xuống lên xuống nhưng mà cái xu hướng trong vòng nửa năm qua là tăng lên từ từ các bạn. Chúng ta bây giờ đã ngưỡng là 4.0 rồi. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là chúng ta thấy nếu như mà tăng thêm chút xíu nữa Nếu chúng ta lại có thêm một cái sự bất ngờ nữa đó Thì phần trăm này sẽ cao hơn 4.0 Và chúng ta cũng đã biết là khi mà qua khỏi 4.0 như là 4.1, 4.2 ra Thì đó là cái mức mà chủ tịch John Powell sẽ rất là quan tâm Chúng ta hãy chờ xem coi là cuối tuần này phần trăm thất nghiệp sẽ là bao nhiêu và đương nhiên chúng ta quan tâm đến phần trăm thất nghiệp tại vì đó là một trong những cái yếu tố sẽ khiến cho Fed nghĩ đến việc giảm lãi suất sớm hơn các bạn. Và hiện bây giờ đó thì chúng ta thấy là thị trường hợp đồng tương lai đã mở cửa rồi và cả ba chỉ số hiện bây giờ đang xin nhẹ một chút các bạn. Chúng ta có chỉ số Dow Futures tăng 0.11%, chỉ số S&P Futures tăng 0.2 và Nasdaq Futures tăng 0.19. Còn về hợp đồng của dầu đó thì cũng không thay đổi nhiều các bạn. Kết thúc là thu nhớ hồi thứ sáu đó là hơn 81 đô. Hiện bây giờ cũng như vậy, 81 đô 71 cent cho một thùng dầu hợp đồng của vàng đó thì các bạn thấy cũng không thay đổi nhiều ở mức là 2.335 đô cho một ounce vàng và chúng ta cũng thấy cuối tuần này đó thì có một cái sự nhận định đến từ Morgan Stanley thì Morgan Stanley nói đó là tháng 9 này chúng ta có khả năng sẽ thấy là Fed sẽ giảm lãi suất đợt đầu tiên cùng với lại ngân hàng trung ương châu Âu các bạn ECB nhưng mà thật ra đó ngân hàng trung ương châu Âu ECB đã giảm lãi suất lần thứ nhất rồi các bạn đã nhớ là cái đề vài tuần thì dựa theo Morgan Stanley họ sẽ giảm lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 9 này Fed đó, thì vẫn chưa giảm lãi suất các bạn và ngân hàng trung ương châu Âu đã giảm rồi, ngân hàng trung ương Canada đã giảm rồi và chúng ta cũng đã thấy là một ngân hàng khác đó, thì vẫn chưa giảm giống như Fed đó chính là ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh thì chúng ta vẫn đang chờ đợi hai ngân hàng trung ương lớn này khi nào mới giảm lãi suất và thị trường thì cũng kỳ vọng tháng 9 các bạn và trước khi mà chúng ta tiếp tục với những thông tin ở bật trong video ngày hôm nay thì chúng ta cũng có một nhà tài trợ đó chính là Nicodox và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay đây là một chuẩn mực mới trong giao dịch tiền điện tử trên thiết bị di động, đăng nhập trên điện thoại bằng Passkey, tạo một tài khoản trong vài giây với cùng mức độ bảo mật được sử dụng để bảo vệ điện thoại của bạn. Mật mã của bạn được sao lưu an toàn bằng iCloud hoặc là Google One và bạn hoàn toàn có thể kiểm soát tiền. Không cần ứng dụng ví, loại bỏ những rắc rối khi mà cài đặt và quản lý ví tiền điện tử. Với Nikodex, không cần phải chuyển đổi giữa các ứng dụng để xác nhận giao dịch, chỉ cần giao dịch và xác nhận ngay lập tức bằng một cú chạm nhanh. Các bạn đã bao giờ nghĩ đến việc giao dịch với lợi nhuận thực sự mà không cần vốn hay là không? Thì tham gia cuộc thi giao dịch miễn phí của họ để các bạn có thể nhận được airdrop. NicoDox mời bạn dùng thử sản phẩm của họ qua các chương trình giao dịch demo nhận airdrop. Sản phẩm của NicoDox mang lại cảm giác giống như là các sàn giao dịch tập trung nhưng vẫn là DeFi không cần KYC hay là ví giám sát. Không cần phải lo lắng với những thứ DeFi phức tạp như là kết nối ví mỗi lúc mà các bạn giao dịch. Tham gia ngay hôm nay để mà trải nghiệm sự khác biệt. Giao dịch giấy là những thực sự tham gia cuộc thi giao dịch miễn phí để kiếm airdrop. Nhưng mà nào mà quan tâm đó thì cái link truy cập và những thông tin liên quan tôi sẽ để phần mô tả của video này. Và đây là thông điệp đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay, NicoDocs. Chúng ta bây giờ hãy trở lại với những thông tin ở bật trong video này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua một cái đề tài khác mà rất nhiều bạn đã hỏi thuận cuối tuần này đó chính là liên quan đến có phải là đồng Tether USDT bị delist cho hay là không thì cái này nó liên quan đến một cái luật các bạn gọi là luật MiCA thuận chia sẻ chi tiết với các bạn ở cái phần này của video nhưng mà hồi sáng này đó thì thuận đã dành rất nhiều thời gian để mà đọc rất là nhiều những cái bài viết cũng giống như là những cái bài bình luận liên quan tới cái phần này và thuận có đây chia sẻ với các bạn là thuận đọc càng đọc đó thì càng không rõ ràng và thuận cũng hiểu tại sao mà có nhiều cái sự nhầm lẫn trên thị trường hiện bây giờ tại vì trên trang bản đó không ai biết được là cái luật này áp dụng ra sao để thuận chia sẻ chi tiết với các bạn có rất nhiều bạn đã hỏi thuận là có phải USCT bị delist ở các sàn châu Âu hay là không Thì câu trả lời là tùy và không ai rõ nên làm gì Hiện bây giờ đó bên châu Âu vẫn chưa giải thích rõ mỗi sàn thì đều có mỗi định nghĩa riêng và đây là cách hiểu của thuận về những gì đang xảy ra các bạn trước hết nếu như bạn không có ở châu âu thì luật này không ảnh hưởng đến bạn đó là điều cốt lõi các bạn nên hiểu cái này chỉ ảnh hưởng tới những người dùng ở châu âu mà thôi các bạn không ở châu âu thì không có ảnh hưởng gì đến các bạn hết vậy thì những gì đang xảy ra châu âu Năm ngoái đó thì các bạn đã biết là luật Mika đã được thông qua sau nhiều phiên bản và nhiều năm. Đây có thể xem là quy định quản lý thị trường crypto quy mô đầu tiên chúng ta thấy được là nhiều quốc gia như là Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác đó thì họ cũng đã có những cái quy định liên quan đến crypto nước Anh cũng như vậy các bạn nhưng mà nếu nói là quy định toàn diện đó châu Âu là cái nơi đầu tiên mà có quy định quy mô lớn liên quan đến crypto các bạn đó chính là cái luật Mika này nó có rất nhiều phần liên quan đến đồng ổn định liên quan đến những sàn giao dịch liên quan tới đăng ký và bán token vân vân nó rất là bao gồm luôn và có rất nhiều phần trong quy định này sẽ được triển khai trong vòng khoảng 2 năm tới các bạn vậy thì có liên quan gì đến stablecoin như là USDT và USDC thì trong Mika đó có một cái phần gọi là Article 23 hay là chương 23 các bạn và sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày hôm nay và nó ảnh hưởng đến tất cả stablecoin, không riêng gì USDT. Cụ thể là như thế nào? Thì trong cái quy định này là có hai phần các bạn. Thứ nhất là nó quy định là các công ty phải ngừng phát hành thêm stablecoin. Nếu như mà stablecoin đó được sử dụng như là một phương tiện trao đổi cho hơn một triệu giao dịch hoặc có giá trị vượt quá 200 triệu euro như là khoảng 215 triệu đô la mỗi ngày có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là nếu như mà bạn có một cái stable coin mà cái stable coin đó được sử dụng ở châu Âu và mỗi ngày có hơn một triệu giao dịch hoặc là cái số lượng giá trị giao dịch hơn quá 200 triệu euro mỗi ngày thì các bạn không thể phát hành thêm được nữa đó là cái phần đầu tiên phần thứ nhì khi bạn là nhà phát hành stablecoin ở châu Âu, bạn cần có giấy phép tổ chức tiền điện tử hay còn gọi là e-money license hoặc giấy phép ngân hàng. Đây là một quá trình rất tốn kém chi phí và thời gian. Một công ty stablecoin có thể chọn hợp tác với một ngân hàng ở châu Âu có giấy phép tiền điện tử thay vì là họ tự xin phép, nhưng mà điều này đã cũng đi kèm với những phức tạp khác như là phải giữ tài sản trong những ngân hàng này. Thì đây là hai điều mà được nói đến liên quan đến stablecoin các bạn. Thì à, tại sao lại có cái quy định này? Cơ quan ngân hàng châu Âu nói lý do đằng sau hạn chế này đó là để bảo vệ hệ thống tiền tệ. Họ lo ngại là người dân sẽ sử dụng stablecoin để thay thế đồng euro. Điều này có thể làm mất sự ổn định nền kinh tế ở châu Âu. Có nghĩa là họ lo lắng là stablecoin đang ngày càng phổ biến và người dân sẽ sử dụng phiên bản stablecoin thay vì là họ sử dụng đồng đô la thật sự. Cho nên mới có quy định này các bạn. Stablecoin thì cho phép hoạt động nhưng mà trong phạm vi là một triệu giao dịch mỗi ngày và giá trị không được vượt quá 200 triệu euro. Vậy thì tại sao lại có tin là đồng USDT bị delist? Vấn đề đó là mọi người vẫn chưa rõ ràng là cái cách đo lường là như thế nào cho những hạn chế này các bạn Như hạn chế thường dự chia sẻ với các bạn một triệu giao dịch hay là 200 triệu euro giao dịch mỗi ngày Thì họ đo lường cái đó như thế nào các bạn Và khi mà họ nói tới là những giao dịch phương tiện trao đổi thì nó có tính liên quan đến DeFi, nó có tính liên quan đến là trên sàn hay là như thế nào họ cũng không có nói rõ các bạn mặc dù là Tether và Circle đều có phiên bản stablecoin châu Âu của họ như là đồng EURT nhưng mà hầu hết mọi người châu Âu đó thì thật sự họ vẫn sử dụng USDT và USDC mà thôi các bạn Những sàn giao dịch ở châu Âu đó thì à, mọi người vẫn ưa chuộng sử dụng những cái cặp liên quan đến đồng đô la Khả năng cao là tại vì những cặp này đó có tính thanh khoản rất là cao cho nên họ thích sử dụng các bạn Vậy cái hạn mức này có áp dụng cho USDT hay là USDC hay là không Hay là chỉ áp dụng cho những cái stablecoin dựa trên đồng euro mà thôi Cái này chúng ta vẫn chưa có rõ nếu như mà áp dụng cho đồng USDT hay là USDC nghĩa là dựa trên tầm đô la đó thì tính khối lượng giao dịch toàn cầu hàng ngày của USDT đã là 27 tỷ đô la rồi các bạn dựa theo CoinGecko, còn của USDC là 5 tỷ đô la. Các bạn thấy nó đã vượt xa cái mức ấn định là 215 triệu đô la mỗi ngày được nói tới trong cái quy định này thì đồng nghĩa là các bạn thấy hai đồng này USDT và USDC không lẽ là không cho họ in thêm nữa tại vì khi mà khách hàng có nhu cầu đó thì họ sẽ đưa tiền cho công ty Circle hay là Tether để mà in thêm những đồng stablecoin này để mà sử dụng cho những sàn giao dịch các bạn cho nên không lẽ là chỉ vì châu Âu mà không cho họ in thêm nữa. Cho nên câu hỏi bây giờ là nếu như mà tính luôn cả USDT và USDC những đồng ổn định dựa trên đô la đó thì chỉ tính khối lượng của USD stablecoin từ những cái sàn giao dịch ở châu Âu hay là như thế nào? Còn khối lượng trên DeFi thì sao? Các bạn thấy được là cái vấn đề trở nên phức tạp nhanh chóng và hiện tại đó chúng ta vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng nhiều người đó thì đang kỳ vọng là tuần vừa rồi chúng ta có câu trả lời nhưng mà vẫn chưa các bạn hơn nữa đó thì tất cả các nhà phát hành stablecoin cần phải có giấy phép tiền điện tử mà chúng ta vẫn chưa rõ là công ty nào hiện bây giờ đã có giấy phép này ở châu âu lý do tại sao mà chúng ta nghe nhiều thông tin liên quan tới là đồng tether usdt bittliss và hạn chế nhiều trên các sàn giao dịch ở châu âu đó là vì công ty tether họ tuyên bố là họ không đăng ký giấy phép tiền điện tử hoặc là hợp tác với ngân hàng nào ở châu âu hết để mà có giấy phép vì họ cho rằng quy định này là không công bằng trong khi mà những công ty khác như là công ty circle công ty đứng sau lưng đồng usdc thì họ tuyên bố là họ đang trong quá trình đăng ký các bạn đã thấy được đây là cái sự khác biệt rất là lớn giữa Tether và Circle Cho nên thường thấy là có nhiều cái nhận định thì hoàn toàn cũng không chính xác được các bạn Nhiều người nói là Tether bị kỳ thị cho nên bị đi list Thường cảm thấy không phải gì đâu các bạn Vấn đề mấu chốt ở đây đó là công ty nào chịu đăng ký ở châu Âu Và đăng ký này đó là nó kèm theo những cái quy định như là phải gửi tiền vào ngân hàng châu Âu vân vân thì có thể là công ty Tether họ không muốn làm như vậy cho nên họ tuyên bố là họ không đăng ký à, và vì lý do đó các bạn thì được đã có một số hành động đây là những gì mà chúng ta biết cho đến ngày hôm nay đến từ những sàn lớn các bạn thứ nhất đó là Uphold Uphold nói là họ sẽ list những đồng ổn định như là Dai, Fraxo, GUSD đây là đồng ổn định của sàn Gemini, USDP True USD và đồng Tether các bạn đây là những đồng mà đã bị delist ở trên Apple. Binance thì họ là họ sẽ hạn chế dịch vụ USDT. Bạn chỉ có thể bán USDT bằng Binance Convert, nhưng mà nó không ảnh hưởng đến giao dịch spot thông thường. Nghĩa là bạn là một người ở châu Âu thì bạn vẫn sử dụng đồng USDT được để mà mua bán trên sàn spot. Chỉ là trên cái hệ thống Binance Convert để mà swap thì các bạn chỉ có thể swap đồng USDT ra một cái đồng khác nhưng mà không thể một đồng khác giả bị USDT được. Bitstamp đó họ nói họ sẽ đi list đồng EURT, đồng stablecoin Euro, các đồng khác đó thì tạm thời không bị ảnh hưởng. Kraken sẽ tiếp tục niêm yết USDT cho đến khi mà có thông báo mới. Như các bạn đã thấy là trong bối cảnh thiếu sự diễn giải rõ ràng đó thì mỗi sàn giao dịch thực hiện mỗi hành động riêng của họ và không có cái gì nhất quán hết các bạn. Cho nên chúng ta có thêm sự diễn giải rõ ràng về luật này. Hy vọng là, là sẽ có trong tuần này. Và đây là những mà thuận biết đến ngày hôm nay, nhưng mà nào mà biết thêm thì có thể comment bên dưới chứ còn thuận đọc rất nhiều và biết sáng này các bạn, đọc tới đọc lui tất cả đều không rõ ràng. Đây là những mà thuận có thể chia sẻ với các bạn từ tất cả những bài viết này. Và trên màn hình các bạn thấy đây là những cái thông báo giống như thông báo này là đến từ UpHold, thông báo này là đến từ Binance, thông báo này là đến từ Bitstamp thông báo này là đến từ Kraken thì mỗi sàn đều có một cái thông báo khác nhau các bạn và tất cả đều liên quan đến là có chịu đăng ký ở châu Âu hay là không và cái hạn chế đó thì áp dụng như thế nào áp dụng cho đồng Euro Stablecoin thôi hay là áp dụng luôn với cả đồng US Stablecoin Người đại diện ở bên châu Âu đó họ nói là chỉ áp dụng đối với lại Stablecoin Euro thôi nhưng mà mọi người vẫn chưa có chắc chắn các bạn Hy vọng là như vậy thì có nhiều bạn hỏi thuận là luật Mika có tốt hay là không đối với crypto Thực ra chúng ta đã nói tới luật Mika rất là nhiều rồi các bạn Hai năm qua chúng ta có hàng loạt video thường chia sẻ chi tiết đi qua cái luật Mika này Và như thường đã chia sẻ đó Luật thì đương nhiên có người thích, có người không thích các bạn Tại vì mọi người đã hoạt động là không có luật Bây giờ có luật thì đương nhiên có người thích, có người không thích Nhưng mà có quy định, nghĩa là có nền tảng chung để ngành crypto phát triển ở châu Âu Không còn lo ngại mọi quốc gia đều có mọi ý kiến khác Và các bạn thấy được là có luật thì đương nhiên không cấm rồi Mà có cái sự ủng hộ phát triển Theo cái quy định đó mà thôi Mika đó không tốt cũng không xấu đối với Thuận Mà đối với Thuận là luật Mika là luật gọi là chấp nhận được Và đây là cái phần liên quan tới Tether tôi muốn chia sẻ với các bạn Cuối tuần này chúng ta cũng có một cái thông tin rất là lớn Các bạn lại là một sự thất bại Cho SEC tại vì Cuối ngày thứ sáu đó chúng ta nhận được một cái văn bản đến tòa án các bạn. Văn bản này, đây là cái văn bản liên quan đến cái vụ uh, kiện tụng giữa Binance và SEC. Thì uh, thẩm phán trong vụ kiện này là Amy Berman Jackson vừa bác bỏ lập luận của SEC đó là những giao dịch BNB thứ cấp như là giao dịch trên sàn, giao dịch hiện bây giờ đó các bạn là chứng khoán theo tiêu chuẩn Howey, chích dẫn ý kiến của thẩm phán Analisa Torres trong vụ Ripple XRP giao dịch thứ cấp không phải là chứng khoán ít thường đọc hết phần này, thường chia sẻ chi tiết để các bạn hiểu rõ hơn. Mặc dù là tòa án đã nhận thấy là SEC có thể cho rằng cái đợt bán BNB ban đầu là hợp đồng đầu tư, nhưng bản chất của một token có thể thay đổi theo thời gian và ngay cả khi một token ban đầu là một chứng khoán, không có nghĩa là nó luôn luôn duy trì là một chứng khoán. Đây là cái phần rất là quan trọng các bạn. Và đây là một cái đòn mạnh dán vào SEC làm sao họ có thể mong chiến thắng trong vụ Coinbase, Kraken, Consensus nếu như mà các giao dịch token thứ cấp không phải là hợp đồng đầu tư các bạn cũng nên hiểu đó là thẩm phán Amy Bernard Jackson là thẩm phán thứ nhì nói là đồng ý với cách nhìn của thẩm phán Annalisa Torres trong vụ của Ripple các bạn thì thẩm phán Annalisa Torres là thẩm phán đầu tiên đó nói là chúng ta phải chia ra làm hai giao dịch crypto đó thì cái đồng đó có phải chứng khoán hay không chúng ta phải nhìn vào hai góc nhìn khác nhau thứ nhất là bán trực tiếp bởi công ty thứ nhì nữa đó là bán trên sàn thông thường thì cái mà thẩm phán Torres nói đó là khi chúng ta nhìn vào công ty Ripple khi mà họ bán những đồng XRP này các bạn tới công ty Ripple các bạn mua trực tiếp thì sẽ có người đứng ra đại diện công ty đi mà bán cho các bạn các bạn có hợp đồng và các bạn có những cái giống như là sự hứa hẹn các bạn đương nhiên các bạn tới đi mua trực tiếp thì giống như là có một công ty bán cái đó cho các bạn và công ty này đó sẽ là công ty mà đại diện để mà phát triển đồng XRP thì nó có một cái gọi là kỳ vọng lợi nhuận đến từ một công ty tập trung các bạn đó chính là công ty Ripple các bạn đưa tiền đó, thì các bạn mua đồng XRP đó các bạn đưa tiền trực tiếp cho công ty thì đương nhiên các bạn cũng sẽ có những cái kỳ vọng thì công ty cũng hứa hẹn với các bạn là họ sẽ làm những gì để khiến cho đồng XRP được sử dụng và có giá trị vì lý do đó đây là một hợp đồng đầu tư nhưng mà khi các bạn lấy đồng XRP đó các bạn bán trên sàn thông thường đó như là các bạn lên trên sàn Binance các bạn bán thì người mua không thể nào biết được là họ mua trực tiếp từ bạn hay là từ công ty Ripple cho nên họ không thể nào nói là tôi đưa tiền cho công ty Ripple. À, và vì lý do đó đó tôi có kỳ vọng là công ty Ripple sẽ làm ABC gì đó để khiến cho đồng này có giá trị, cũng giống như là họ nói liên quan tới đồng BNB. Có thể là ban đầu khi mà sàn Binance họ chào bán đồng BNB này lần đầu tiên thì các bạn thấy được là những người mà mua trực tiếp từ sàn binance khi mà họ phát hành đồng bnb này thì uh, sẽ có những cái đơn chào bán rồi sẽ có người đại diện đứng ra để mà bán và có những hứa hẹn là cái lịch trình của họ roadmap như thế nào cho nên uh, các bạn khi mà mua các bạn đưa tiền trực tiếp cho sàn binance với lòng tin là sàn binance sẽ tạo ra giá trị cho đồng bnb thời điểm đó cho nên đó có thể là một hợp đồng đầu tư nhưng mà bây giờ đồng bnb đã được giao dịch trên sàn chứng khoán rồi thì các bạn thấy được là khi các bạn đi mua và bán đồng BNB thì các bạn đâu có đưa tiền trực tiếp cho sàn Binance đâu, các bạn có thể là mua từ thuận hay là thuận bán cho các bạn. Cho nên không có lý do gì một người mua nghĩ là họ đưa tiền trực tiếp cho sàn Binance hay là sàn Binance có bất cứ một cái trách nhiệm gì đối với người mua token BNB. Các bạn thấy đây là hai cái khác nhau, cho nên chúng ta mới thấy là họ nói là ban đầu có thể là hợp đồng đầu tư, nhưng bản chất của một token có thể thay đổi theo thời gian. Và ngay khi mà một token ban đầu là một chứng khoán không có nghĩa là nó luôn luôn duy trì là một chứng khoán. Có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là hầu hết những token chỉ cần chứng minh được là nó đủ phi tập trung. Nó không còn liên quan đến công ty phát hành nữa. Thì cái đó không còn là chứng khoán. Đây là một cái đòn mạnh vào SEC các bạn. Họ rất là khó để mà chứng minh được hầu hết những đồng trên thị trường bây giờ là như thế nào. Có phải là chứng khoán hay là không? Đó là cái cập nhật liên quan tới vụ SEC và Binance các bạn. Và chúng ta cũng có cái thông báo đến từ Floki Inu à, Nhưng mà nào mà quan tâm đến những cái meme coin đó thì Floki Inu đã cảnh báo người dùng về những token giả mạo trên mạng lưới Solana và Base có thể lừa đảo những nhà đầu tư Và họ nói là Floki chính thức đó, đồng Floki này chỉ có trên hai mạng BNB Binance Smart Chain và Ethereum các bạn và đây địa chỉ hai hợp đồng của họ chứ không có trên Solana và Base. Đồng Floki trên Solana và Base không phải đến từ team chính thức của Floki. Các bạn nên lưu ý. Và cuối tuần này đó thì sàn Coinbase họ đã nộp đơn cho Ủy ban Thương mại hàng hóa và hợp đồng tương lai ở Hoa Kỳ là CFTC và họ đề xuất ra mắt hợp đồng tương lai cho năm token các bạn. Nghĩa là hợp đồng đồng bảy đó chúng ta có Avalanche, Chainlink, Polkadot, Stellar và Shiba Inu. Và đây là những cái thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong video này. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua cái phần liên quan đến trung bình giá đi. Tại vì mỗi một tuần đó chúng ta cùng nhau chung bình giá Caldamo mà Thùng và các bạn đã cùng nhau tạo ra cái tay hơn 2 năm các bạn. Hồi tháng 4 năm 2022. Mới đây thôi mà đã hơn 2 năm rồi. Thời gian trôi cực kỳ lẹ luôn các bạn và lúc đó chúng ta vẫn đang ở trong mùa đông crypto các bạn và khi bắt đầu đó là chúng ta bắt đầu ở mức giá Bitcoin là khoảng 45.000 đô và và Ether là khoảng 3.500 đô và chúng ta mỗi tuần đều thu mua 100 đô Bitcoin và 100 đô Ether. Thôi lấy cái số 100 đô cho nó đơn giản các bạn và thuận chỉ lựa chọn hai đồng của vốn hóa lớn nhất mà thôi để đơn giản hóa quá trình này để các bạn dễ dàng theo dõi và các bạn đã nhớ là chúng ta trung bình giá liên tục Bitcoin càng ngày càng giảm xuống năm 2022 và giảm tới mức chỉ còn có 15.000 đô vào cuối năm đó mà thôi các bạn và chúng ta vẫn tiếp tục kiên trì tới lúc năm 2023 năm ngoái đó thì vào khoảng chừng tháng 3 đó lúc đó giá Bitcoin trở về 20.000 đô từ 15.000 đô cho dù 20.000 đô dưới cái mức 45.000 đô mức chúng ta bắt đầu đó thì chúng ta cũng đã bắt đầu có lời rồi và tới bây giờ đó chúng ta đã gồng lại tới bây giờ luôn các bạn hơn một năm qua chúng ta gồng lại và bây giờ đó cái lãi chúng ta đang gồng là 103% các bạn có thể nhìn thấy được là tuy 100 đô có thể là nhiều đối với nhiều bạn hay là không nhiều đối với một số bạn nhưng mà cá ơn thường muốn các bạn nhận ra được đó là chúng ta tích lũy trung bình giá hàng tuần thì một ngày nào đó nó sẽ trở thành một con số rất là lớn các bạn 100 đô về bịch không 100 đô về Ether mà hơn 2 năm qua đó chúng ta đã có cái số tiền trong account này là 47.059 đô rồi các bạn đương nhiên đây là account demo mà thôi không phải là account thật sự nhưng mà cũng cho các bạn thấy được hiệu quả có chung mình giá dài hạn ra sao và khi mà chúng ta nói tới là có lãi trăm cái phần trăm lãi này là dựa trên tổng số tiền mà các bạn đầu tư trong hơn 2 năm qua các bạn nghĩa là cái phần trăm có lời dựa trên một số tiền rất là lớn khi các bạn đầu tư dài hạn cho nên tính theo đô la thì sẽ có phần lời không hề nhỏ các bạn giống như trong trường hợp này đó phần lời đã là 23.894 đô rồi và cái mức giá trung bình các bạn mua liên tục thì các bạn được chúng ta vẫn liên tục mua ở những mức giá như thế này tuần nào chúng ta cũng mua các bạn 40.000 chúng ta cũng mua rồi 30.000 cũng mua 20.000 cũng mua Mười mấy ngàn cũng mua, rồi các bạn thấy chúng ta mua ngược cho lên Năm mươi ngàn cũng mua, sáu mươi ngàn cũng mua, bảy mươi ngàn cũng mua gần đây Nhưng mà các bạn cũng đã thấy được là cái mức trung bình mỗi một bịch không chúng ta mua chỉ có hai mươi tám ngàn năm trăm hai mươi đô mà thôi Còn tốt hơn cả Michael Saylor nữa các bạn Đây là một trong những cái bảng đầu tư mà các bạn thấy là khi các bạn đầu tư dài hạn à, Các bạn có thể có được cái phần trăm lợi nhuận và cái mức giá trung bình mua rất là tốt thậm chí các bạn thấy được là nhiều công ty lớn bây giờ rồi họ vẫn chưa thực sự hiểu hay là thu mua hiện tại không phải nhà đầu tư nào không phải triệu phú nào cũng đã bắt đầu thu bitcoin rồi các bạn đây là một trong những mảng đầu tư mà chúng ta có cơ hội đi trước rất là nhiều người và đối với Ether đó thì các bạn thấy là cái mức giá trung bình chúng ta thu mua là mức 1841 đô và chúng ta nhìn thấy được là về mặt lợi nhuận đó thì đương nhiên từ khi bắt đầu tới bây giờ Bitcoin vượt trội hơn cả Ether trong hơn 2 năm qua. Hơn 2 năm qua đó phần trăm có lời Bitcoin hiện bây giờ là 119.6%, Ether là 86.4%. Chúng ta bây giờ hãy tiếp tục trung bình giá à Cardano này, 100 đô và Bitcoin 100 đô và Ether đi thì để thằng refresh lại cái mức giá hiện bây giờ đó Bitcoin là 62.650 và Ether là 3.432 thì 100 đô đó chúng ta chỉ có thể uh, mua được 0.001596 BTC mà thôi giá càng thấp nên chúng ta mua được càng nhiều cho nên trung bình giá dài hạn đó chúng ta muốn thấy uh, mức giá thấp các bạn mức giá cao đó thì cùng một giá tiền chúng ta mua được ít hơn nhưng mà chúng ta hãy cùng nhau trung bình giá tuần này thông bấm vào Add Transaction. Thì đây chính là trung bình giá tuần này các bạn. Cho Bitcoin chúng ta cũng sẽ làm điều tương tự đối với Ether. Ở cái mức 3432 đây, chúng ta chỉ có thể mua được là 0.02913 Ether mà thôi. thông sẽ bấm vào Add Transaction. Và coi như chúng ta cũng đã trung bình giá xong cho account demo tuần này. Chúng ta sẽ trở lại tuần sau để xem coi account này đến đâu rồi các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Tôi hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, okx, XM, Binance, Alinex và một số. Những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sao giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi. Không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Theo. Tạm biệt các bạn.